Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo số liệu từ nhiều bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội đều cho thấy, thời gian gần đây tỷ lệ F0 nhập viện và tử vong đã giảm. Điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trong số các ca F0 đang điều trị tại bệnh viện thì có trên 400 ca phải thở oxy. So với trung bình 7 ngày trước thì số ca bệnh mới giảm 0,27%, số ca khỏi giảm 0,21%, số ca tử vong giảm 0,1%, số ca đang điều trị giảm 0,25%, số ca nặng giảm 0,23%. Và bên cạnh đó thì trong nhiều ngày liên tiếp tại đây, số ca mắc trong ngày cũng đã giảm. So với mốc hơn 30.000 ca những ngày đầu của tháng 3 thì số ca mắc ở thủ đô đã giảm hơn một nửa. Một số chuyên gia của Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần mở cửa trường học để đón học sinh và đặc biệt là trẻ mầm non và tiểu học. Đề xuất được đưa ra dựa trên tình hình thực tế, số lượng trẻ từng là F0 ở Hà Nội cũng rất lớn. Nếu trong gia đình có người mắc COVID-19 thì đa phần là các trẻ cũng đã mắc. Bên cạnh đó thì trẻ nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron thường có triệu chứng rất nhẹ và nhanh hồi phục. Và trên thực tế thì trẻ em ở nhà cũng có thể nhiễm COVID-19 chứ không mắc bệnh chỉ ở trường. Lợi ích của việc cho trẻ đến trường là rất lớn, như là trẻ tập trung, tiếp thu tốt hơn, người lớn có thể chuyên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt ổn định hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế cũng đang tính toán đề xuất cho những người đã tiêm vaccine COVID-19 khi được xác định là F1 vẫn được đi học trực tiếp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này thì ngành giáo dục nhận thấy việc cho học sinh F1 đi học là phù hợp với thực tế và tạo thuận lợi cho việc dạy học của nhà trường, giáo viên lẫn phụ huynh học sinh. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế đang tính toán, sau khi thống nhất ý kiến thì sở sẽ làm tờ trình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí an toàn trường học trong phòng chống dịch để phù hợp hơn với thực tế, trong đó có đề xuất bãi bỏ quy định về khoảng cách tối thiểu 1m trong lớp và 2m ngoài lớp học giữa hai học sinh. Để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho phép các hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ games karaoke hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày mai, ngày 25 tháng 3. Và hiện nay thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát tốt, số ca mắc đang giảm dần, tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt sấp xỉ 100%, trong đó trên 96% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3. Tỉnh Bình Định vừa thông qua nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Theo đó, mức thanh toán xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh mẫu đơn không quá là 78.000 đồng một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn không quá 178.900 đồng một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR, trường hợp mẫu đơn không quá là 501.800 đồng một xét nghiệm. Cùng với đó, thì tỉnh này cũng đã ban hành những chính sách tăng cường việc hỗ trợ kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở giáo dục. Giới chức Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, kêu gọi người dân bình tĩnh trong bối cảnh nhiều cửa hàng và các nền tảng bán thực phẩm trực tuyến đều nhanh chóng cháy hàng vì tâm lý lo ngại chính quyền có thể áp lệnh phong tỏa khi mà số ca COVID-19 tăng cao. Trung Quốc đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất trong hơn 2 năm qua, chủ yếu là do biến thể Omicron lây lan nhanh, trong đó thì Thượng Hải liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy. Vào ngày 23 tháng 3, thành phố này có tới 981 ca mới, cao nhất từ trước tới nay, chiếm 20% tổng số ca mới của cả nước. Thời gian qua, thì chính quyền Thượng Hải cũng đã áp dụng chiến lược phong tỏa trọng điểm các khu dân cư có ca mắc hoặc là tiếp xúc gần, không phong tỏa toàn thành phố để giảm thiểu tình trạng gián đoạn sinh hoạt. Trong khi số ca mắc tăng, tâm lý lo ngại phong tỏa cũng dâng cao tại thành phố 25 triệu dân này. Và hiện nhiều cửa hàng tại Thượng Hải cũng đã cạn hàng, trong khi các nền tảng mua sắm trực tuyến cũng bị nghẽn truy cập hoặc không có hàng để bán. Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 3 thông báo nước này đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại nước này, khiến cho gần 20% trong tổng số 52 triệu người dân nước này bị nhiễm bệnh. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc, mặc dù số ca nhiễm mới tại nước này giảm còn hơn 395.000 ca, thấp hơn nhiều so với mức là 490.000 ca ghi nhận một ngày trước đó, song số ca tử vong lại cao chưa từng thấy với 470 ca. Hàn Quốc đang trải qua làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất, đưa tổng số ca tại nước này vượt mốc là 10 triệu ca vào hồi đầu tuần này. Và đáng chú ý là gần 9 triệu ca mắc được ghi nhận kể từ tháng 2 vừa qua.
Giới chuyên gia nhận định thì virus SARS-CoV-2 cũng sẽ vẫn lây lan tại Hàn Quốc trong bối cảnh nước này đang nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Vào đầu tuần qua thì chính phủ cũng đã nới lỏng một số quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh để hỗ trợ ngành bán lẻ và dịch vụ vốn chịu nhiều thiệt hại do tác động của đại dịch. Hà Lan từ ngày 23 tháng 3 cũng đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó thì nước này cũng đã bỏ quy định xuất trình các giấy chứng nhận liên quan đến COVID-19 đối với những người tham gia một sự kiện lớn hoặc là vào hộp đêm. Việc đeo khẩu trang cũng không còn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và khuyến nghị về làm việc từ xa không còn hiệu lực. Những người muốn đi du lịch đến Hà Lan từ một quốc gia không thuộc châu Âu thì sẽ không còn phải trình chứng nhận tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc là chứng nhận khỏi COVID-19. Chính phủ Hà Lan cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vì tình hình dịch bệnh tại nước này cũng đã được cải thiện sau khi đạt đỉnh do sự lây lan của biến thể Omicron vào hồi tháng 1 vừa qua. Số lượng bệnh nhân cũng được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt tại Hà Lan vẫn ổn định và thấp hơn nhiều so với thời điểm biến thể Delta hoành hành tại nước này. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết trong những tuần tới thì sẽ trình lên cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm của Mỹ FDA đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho trẻ em dưới 6 tuổi. Moderna đưa ra quyết định trên sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy việc tiêm 2 mũi vaccine liều lượng thấp của hãng này cho trẻ em dưới 6 tuổi tạo phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, trong đó có cả trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ đã đi học mẫu giáo. Dự kiến Moderna cũng sẽ trình đơn xin cấp phép tương tự lên cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu. Nếu được phê duyệt thì điều này có nghĩa là có thể bắt đầu tiêm vaccine cho những trẻ nhỏ tuổi nhất vào mùa hè tới đây. Và hiện tại thì Mỹ cũng đã có khoảng 18 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thuộc nhóm đối tượng chưa đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, giáo sư Paolo Grossi, chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học Insubria ở Varese của Italia cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nội tạng do các bệnh nhân COVID-19 hiến tặng an toàn để sử dụng trong các ca ghép tạng và thậm chí là nội tạng từ những người hiến tặng khi đang mắc COVID-19 cũng có thể được cân nhắc để sử dụng nếu tình trạng bệnh COVID-19 của những người này là không triệu chứng và virus không phải là nguyên nhân gây ra tử vong. Theo chuyên gia nói trên thì đã có 10 người được ghép tạng từ bệnh nhân COVID-19 ở Italia, trong đó thì có 2 người mắc COVID-19 và 8 người đã từng mắc. Trong số này thì có 1 bệnh nhân sau khi ghép tạng cũng đã qua đời vì nhiễm khuẩn và 9 người khác vẫn đang tiếp tục phục hồi. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một số nước châu Âu trong đó có Đức, Pháp, Italia và Vương quốc Anh đã dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 một cách quá mạnh tay. Và do vậy, những nước này đang chứng kiến số ca mắc gia tăng có thể do biến thể phụ BA2 của Omicron hay còn được gọi là Omicron tàng hình. Theo WHO, nguyên nhân khiến số ca mắc gia tăng có thể là do biến thể Omicron tàng hình dễ lây lan hơn, song không gây nguy hiểm so với những biến thể khác. Ngoài ra, việc một số nước châu Âu quá mạnh tay trong việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch cũng là nguyên nhân gây ra tình hình này. Theo cơ sở dữ liệu của WHO, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đã giảm mạnh so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 1, song hiện đang trên đà gia tăng trở lại kể từ đầu tháng 3. Trong 7 ngày qua, hơn 5,1 triệu ca mắc mới và 12.496 ca tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận tại khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch đến nay lên gần 194,4 triệu ca và số ca tử vong lên hơn 1,92 triệu ca.